Xin chào. Thế Lành đi đâu rồi? Lành đưa giáo đi cho chú rồi. Đưa dàn giáo lần trước thuê kìa. Vâng ạ. À, hôm nay mới đi giả cho họ được à? Vâng. Xin chào quý vị khán giả trên kênh Tài TV nhé. Hiện giờ thì Ước đang có mặt tại gia đình em Lành đây. Lần trước thì các bác thợ xây đã đổ hết xong nền rồi. Đâu đi vào đây nào Mai. Đấy. Cứng rồi đúng không? Cứng rồi. Đổ được mấy hôm rồi nhỉ? Được 2 hôm hay 3 hôm rồi đấy. Được 2 hôm rồi. Vâng. Đấy, nhà em Lành thì bây giờ là hầu như là cũng đã hoàn thiện rồi. Thì hôm nay thì Ước vào đây để đưa cái số tiền còn lại là 15 triệu. Vì lần trước là chú Phong Nhá có gửi cho Ước là 50 triệu này. Chú Phong Nhá ở Đức này gửi 50 triệu. Với cả bác Minh ở Sài Gòn là gửi 20 triệu. Tổng Ước cầm số tiền là nhà em Lành là 70 triệu. Thế lại là lần trước là chú có lên trực tiếp nhà em Lành là chú có đưa cho gia đình em Lành là 10 triệu nữa các bạn. Với cả chú Thắng đưa cho 2 triệu này. Em Đông đưa cho 1 triệu nữa. Đấy. Là em Lành có cầm thêm số tiền như thế. Còn Ước cầm số tiền làm nhà em Lành này là tổng là 70 triệu thôi. Lần trước thì em cũng đã ứng một số lần để mua vật liệu rồi. Thế Lành sắp về chưa? Sắp về rồi. Nếu em gọi điện cho Lành rồi thì vâng. Bảo Lành về xong là để tí anh đưa nốt cái tiền của các bác các mạnh thường quân nhá, cho Lành để Lành giả tiền công các bác thợ xây nữa là xong đúng không? Đấy, bây giờ đẹp thôi. Nhìn thoáng hẳn lên nhờ. Thế đồ đạc là chưa chuyển vào trong à? À, có xem ngày xong là mới chuyển đồ đạc vào. Đấy, bây giờ còn phần cửa nữa các bạn, bởi vì là hôm trước là Ước với em Lành cũng có tính rồi. Thì tiền của các bác giúp là bây giờ là cũng hết kinh phí rồi các bạn. Đấy. Lần trước giả tiền tấm lập mái tôn này là Ước cũng tính qua rồi. Bây giờ Ước còn cầm là 15 triệu nữa. Không biết là có tí xem em Lành xem là các bác thợ xây rồi ứng bao nhiêu tiền rồi. Xem là có đủ giả tiền không thôi. Em Lành cũng đã đổ xong cái hiên đằng trước này. Sau này làm một cái sân ở đằng trước này. Xin chào Lành. Lành chào các bác nhá. Thế là xong xuôi rồi đúng không? Vâng. Đâu bây giờ em đi lấy cái sổ của em ra. Vâng. Cái sổ mà lần trước ghi mà anh đưa cho bao nhiêu tiền. Vâng. Ứng bao nhiêu tiền đấy. Đấy, nhà em Lành được cái rất là thoáng các bạn. Đằng trước này có sân. Sau này thì Ước cũng bảo là hai vợ chồng em là kè cái này lên. Đấy, lần trước kè là nó cũng bị sạt hết rồi. Sau này tận dụng là có tiền thì đủ cái sân này để làm chỗ phơi thóc phơi ngô. Đấy, đằng trước này vẫn sạch, vẫn để được những cái đồ dùng trong nhà. Lành ạ, sau này thì đủ những cái này một lượt nữa là đẹp rồi đấy nhỉ? Vâng. Thế cát là hết sạch rồi? Cát còn một tí kia. À, thế vẫn còn nhiều đấy chứ. Vẫn đủ láng ở đây mà nhỉ? Đây, láng qua một lượt thôi. Hôm nào kè lên cái này lên lại đi. Kè lên cho nó vuông vắn đi xong là lấy. Còn cát còn thừa đấy thì đổ nốt ở đây cho nó một lượt mỏng mỏng cũng được. Đấy, sau này mình phơi ngô, phơi thóc ở đây được. Tận dụng làm sân phơi luôn. Đấy, làm này là ok đấy, ổn đấy. Đẹp rồi nhờ. Này, sau này để xe máy, xe cộ đủ để đồ dùng máy móc gì đấy. Đâu, đi vào trong nhà đi. Hay đưa ngồi ở đây luôn cho nó sáng.
Các bác thợ lần trước em bảo là các bác ứng được bao tiền công rồi nhỉ? Ứng 7 triệu. 7 triệu à? Vâng. Đấy bây giờ em cộng này, đâu? Đấy, đây lần này. Trước là như lúc đấy được ước cũng nói qua rồi. Đấy lần nhá. Lần trước là chú Phong Nhá là gửi cho anh là 50 triệu. Vâng. Đấy, và bác Minh ở Sài Gòn là giúp nhà em là 20 triệu. Vâng. Đấy, tổng cộng anh cầm tiền của em là 70 triệu đúng không? Vâng. Đấy, bởi vì lần trước là ước cũng cho em lành em khắc từ gọi hết vật liệu rồi. Đấy, ước thì lên nếu em lành muốn ứng tiền để trả vật liệu này thì ghi vào đây hết này. Đấy. Đây tiền lấy chỗ anh ước đúng không? Vâng. Một lần đầu là ứng để mua sắt xi măng vật liệu này. Một lần là ứng 2 5 triệu đúng không? Và đây ngày đây là tiền ứng tiếp 5 triệu để cho các bác thợ xây đúng không? Vâng. Đấy, còn đây là ứng tiếp 5 triệu tiếp này. Vâng. Đúng không? Vâng. Còn một lần lập tôn này là 20 triệu này. Vâng. Đấy, em cộng vào. 2 này, 2 5 45. 45 50. 45 50. Tổng là 50 năm triệu đúng không? Vâng. Đấy. Bởi vì mỗi lần em lành em ứng là toàn ứng chắn thôi, đúng không? Không ứng 1-2 triệu bao giờ. Toàn 5 triệu với 10 triệu với 20-25 triệu thôi. Đấy em xem lại đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ừ. Đúng rồi. Anh cũng ghi ở đây mà. Vâng. Thế bây giờ anh còn đưa cho em là 15 triệu để trả tiền công cho các bác thợ xây nhá. Vâng. Ờ. Thế là các bác 7 triệu. Thế mà vẫn thiếu à nhỉ? Vâng, thiếu. Thiếu 2-3 triệu. Vâng. 7 đấy, lần trước là 24 triệu tiền công từ làm móng đến hoặc là làm nền các bác. Đây là còn 7 triệu. Thế thì em khắc đưa số tiền này cho các bác nhé. Còn thiếu bao nhiêu tiền tính ra? Bây giờ anh đưa em 15 triệu nữa là hết rồi đấy. Vâng, còn 17 triệu. 15. Ừ. Thế là còn thiếu 2 triệu à? Vâng. Đây bây giờ em đếm thế này đi. Cái này là 15 triệu này. Đây anh vừa run 15 triệu này. Vâng. Đếm lại đi. Đủ chưa? 15 triệu nhá. Đây em ghi hết vào đây. Đây ứng thêm này 15 triệu này. Đấy, tổng là 70 triệu nhá. Thế là hết nhá. Đây, số tiền của chú Phong Nhá với bác Minh. Đấy. Bác Minh là 20 triệu, chú Phong Nhá là 50 triệu. Đấy. Cháu rất là cảm ơn chú Phong Nhá và bác Minh nhiều giúp cháu làm ở nhà. Cháu cảm ơn hai chú rất nhiều. Mong hai chú khỏe mạnh và sống bình an. Đấy còn cái tiền mà lần trước chú lên nhà em là chú đưa cho em thì em khắc chi tiêu này thì anh không biết nhá. Cái tiền 10 triệu ấy. 10 triệu. Chú cho thêm đi. 10 triệu nên là em lại mua thêm một xe cát và 4 người máy bao xi, 4-5 bao xi. Thế là cũng hết nhờ. Hôm nọ thiếu, hôm nọ em mua xong 10 bao xong lại thiếu, em lại đi mua 3 bao nữa lại lãng ở chỗ này. Thế là cũng hết. Một xe cát nữa xong lại 4 người bao xi nữa là cũng hết. Được rồi, thế là coi như là xong nhá. Bây giờ là anh không cầm tiền của em nữa đâu nhá. Vâng. Nên là xong xuôi hết rồi. Còn cái này em đi giả thợ thì giả bao nhiêu hay thế nào thì
tùy em. Vâng. Đấy, bây giờ là 15 triệu là các bác ứng 7 triệu trước rồi. Vâng. Đấy, bây giờ còn thiếu 2 triệu. Hay giả sau cũng được nhỉ? Vâng, giả sau cũng được. Đấy, bây giờ là hết kinh phí rồi nhá. Vâng. Xong rồi nhá. Vâng, em có cả em ước. Cảm ơn các bác Mạnh Thường Quân thôi. Chào chào chú. Cảm ơn các bác của Mạnh Thường Quân giúp nhà em nữa. Cảm ơn các chú nhiều. Đấy, bây giờ sau này cửa kiếc là hết kinh phí rồi, anh cũng không biết lo được nữa. Nói chung là cái nhà nó kiên cố chắc chắn này là tốt rồi. Vâng. Đấy, sau này cửa giả thì hai vợ chồng khác tự phân đấu làm ăn kinh tế chăn nuôi xong là làm nhá. Vâng. Mấy hôm nữa anh lấy một đặt một cái biển lên cho anh đóng ở đây. Vâng. Tên các bác các Mạnh Thường Quân giúp nhá. Vâng. Mấy hôm nữa lúc nào em vào nhà mới đi thì anh lên. Vâng. Còn xem ngày à? Vâng. Mới chuyển đồ lên à? Mới thế vợ bảo thế mà. Vâng. Đấy, em lành rất cẩn thận nhá. Giớ nhà ông xem ngày đàng hoàng. Vâng. Xem ngày xong rồi làm mình cần. Ừ. Thắp hương. Ừ. Vâng. Đấy, hôm nào lấy thì báo trước cho anh. Vâng. Hôm nào chuyển đồ đạc vào rồi thì báo trước cho anh. Vâng. Cửa giả này làm xong được mà, không vấn đề đâu mà. Vâng. Chứ không cần nhất thiết phải làm xong hết rồi mới vào đâu. Vâng. Đúng không? Cứ vào thắp hương trước. Đấy, bây giờ là đẹp rồi. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng rồi. Vâng. Bây giờ mưa gió là không sợ rồi. Lần trước đang ăn cơm. Vâng. Nên... mưa gió sợ. Ừ. Gió to, nước nó vào nhà hết. Trước nhớ là lên nhà em Lành này đang nấu cơm. Mưa to quá thì là nước ở trong ngoài nó trôi hết vào nhà. Đang nấu cơm thì bếp tắt. Nhờ. Vâng. Đúng không? Vâng, vâng. Đấy, bây giờ được các bác giúp cái nhà này rồi, tốt rồi. Hôm nay trời lạnh nhờ. Lạnh. Anh bị đau cổ hết rồi. Sáng nay em chở hai chuyến đi giả cái giáo. Ờ. Một chuyến đi Tùng Bá, một chuyến thì đi Yên Phong. Thế bây giờ giả hết rồi đúng không? Vâng, giả hết rồi. Gạch còn thừa một ít à? Vâng, gạch còn thừa một tí. Ừ, sau này làm thêm, ví dụ như hôm nào chuyển đồ ấy vào dỡ cái này đi. Xong là làm một cái nhà bếp bên cạnh tạm trước cũng được. Vâng. Hoặc là ví dụ như làm thì làm bếp luôn ở đây cũng được. Vâng. Tạm một thời gian thôi. Sau này làm được nhà bếp bên kia thì tốt nhá. Vâng. Cây bây giờ có hết rồi đúng không? Cây có nhưng có cái cột. Còn như cái này là nó bị mục hết. Tháo ra. Đâu đi ra đây anh xem nào. Cất tiền đi. Lấy tiền cho vợ cất đi. Đấy, xong xuôi nhá. Vâng. Nếu mà bác nào có muốn giúp thêm gia đình nhà em Lành thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cháu ước nhé. Bây giờ còn em còn thiếu mỗi phần cửa nữa rồi các bạn. Đấy, bác nào mà giúp được thêm thì có thể liên hệ trực tiếp cháu ước. Còn sau này thì hai vợ chồng em khác tự làm một cái bếp ở đây. Đấy, bên cạnh này luôn. Trước thì hai vợ chồng tự san đất ở đây hết rồi. Nhưng mà nó vướng mấy cái hòn đá to này nên là đào hơi lâu. Sau này làm bếp ở đây này Lành này. Vâng, check ra đây cũng được. Em cố gắng san được cái đoạn đất này ra đây. Còn chỗ hòn đá này thì thôi. Nó lượn lượn làm cái bé bé ở đây là được mà. To quá cái này. Ừ? Không đập được đâu. Này nó sâu mà nó có phải nông đâu. Đập một cái này cũng mà chai hết cả người luôn. Đây còn hòn này nữa này. Em phải xử lý xem không đi được thì làm cái góc kia thẳng ra. Đào cái chỗ đất này ra. San ra là được. Đấy. Còn chuồng trại của em Lành thì đảm bảo quá rồi các bạn. Lần trước em bảo là vay tiền ngân hàng để làm cái chuồng trại này chăn nuôi. Đấy. Xong là... xong là em bảo tính mà là làm chuồng trại để phát triển chăn nuôi để sau này bán những con bò con lợn đi là để làm nhà. Đấy. Đầu tư vào cái chuồng lợn trước chuồng lợn còn đẹp hơn cả nhà mà. Đúng không? Vâng. Nên đấy là vay bao nhiêu tiền nhỉ? Vay 50 em giả được mười mấy ạ. Thế cả? Vâng. Bây giờ vẫn nợ cả? Vâng. Vẫn nợ kiểu định bán con bò nhưng con bò lại chết nữa. Ừ. Chết nghĩa là không lố.
Lợn sắp đẻ chưa? Đấy, cố gắng bây giờ chăn nuôi nhá. À trời, sắp đẻ rồi nhờ. Cái này khoảng mấy hôm nữa thì đẻ. Theo em ấy nó là 3 tháng thì tính ra chắc cần 1 tuần. Con lợn trước của một chị ở Sài Gòn, chị giúp 3 triệu. 3 triệu nhỉ, em mua. Đấy, bây giờ sắp đẻ rồi. Em lợn này chăm lợn rất tốt à, em lành này. Đấy, chuồng trại lúc nào cũng phải khô thoáng đây này. Là trời nắng này rửa sạch sẽ này là được đấy. Nhà bà đang bảo lấy con bò bé đổi cái này. Thế à? Vâng. Bò đổi lợn à? Hay là lấy con bò bé kẹt đổi cái này. Bà là thích nuôi lợn à? Nó thịt đấy. À. Thịt đấy, bà con kia thì nó ăn cỏ tốt nhưng mà kiểu nó mẹ nó chết sớm nên xong rồi mấy mình run. Mấy thế à? Mua được thì phải cậy run nhưng mà vợ không ưng. Vợ bảo là tiếc con lợn. Đấy, hai vợ chồng cố gắng chăn nuôi nhá. Đấy, sau này đẻ này nuôi lớn lên thì bán đi. Thế em bảo khoảng mấy ngày nó đẻ? Một tuần nay nhỉ. Thế phải lấy lá chuối khô về cho nó ấy. Nhưng mà lúc nào khác đẻ đấy, bây giờ lấy vào nó ỉa vào nó bẩn. Ờ, để vào góc sạch này này. Không, nó kiểu nó quen thì quen về, nó cần nó cũng ra bên kia ấy. Ừ. Nó phở ở chỗ một chỗ được. Đấy, sau này lấy về để đây nhiều vào cho nó cuốn không lạnh là nó ấy đấy. Mùa này bắt đầu lạnh rồi đấy. Đây là Hà Giang là cũng đợt đón đợt không khí lạnh đầu tiên rồi các bạn. Bây giờ đi phải mặc áo rét rồi. Đấy, con bò này lần trước bị đau chân nhưng mà bây giờ khỏi rồi phải không? Khỏi, ừ. Đấy, trước gầy nhờ không ăn cỏ được. Em lành nhé, hai vợ chồng lúc nào cỏ cũng đầy ắp máng này. Đấy, dùng cái máng này ok hơn, cái kia dỉ sắt đi. Ờ. Này nó giờ khô thoải mái mà. Cỏ lúc nào cũng đầy. Con này cũng chửa tiếp rồi mà nhỉ? Vâng. Đấy, bụng to rồi này. Chắc cũng sắp đẻ rồi đấy. Khoảng tháng mấy mới đẻ được con này? Chắc là sang năm. Sang năm cả. Con này nó ăn nhiều bụng nó to rồi mà. Thế à? Ăn nhiều bụng to. Bây giờ cố gắng nuôi, lần trước em lành tiếc chết mất một con bò không biết nguyên nhân vì sao. Cũng giống nhà em Sùng ở trên đồi thông. Nhưng mà đợt đấy bán còn được tiền nhỉ? 4 triệu nhỉ. Đấy, cố gắng chăn nuôi nhá. Đây, nhà thì cũng tương đối rồi, bây giờ là ok rồi. Mưa nắng gió to không sợ rồi. Khu vực này anh bảo là hôm nào sới lên trồng hết rau vào nhá. Trồng hết rồi kiểu là lúc mưa hết. Ừ. Cứ mùa nào trồng rau đấy là được. Đây, phân chuồng ở bên kia luôn, tận dụng luôn, cào ra đây. Nguyên để sửa này trồng rau trồng cỏ ăn thôi. Ngày sau này em kè lên, hai vợ chồng kè lên. Mua đến mấy bao xi về đổ nốt lên cái trước cửa nhà này. Cái trước này chắc phải tầm. Cái này ít thôi mà, mình đổ một lượt mỏng là được mà. Đổ mỏng thì chắc phải tầm 6-7 bao thôi. Lúa sắp gặt chưa? Em chưa một tuần nữa. Đang bên kia. Đang chưa chi. Đấy, thế hôm nào nhá. Hôm nào bắt đầu vào nhà mới thì nhớ gọi cho trước cho anh nhá. Vâng, vâng. Đi xuống, đi vào nhà đi. Cũng không có gì nữa. Thế gọi bố gà xong là thắp hương. Ừ, hôm nào chuyển đồ đạc vào ấy. Thì hôm nào bảo làm một bữa cơm mời các bác thợ mà. Hôm đấy anh khác xem anh khác mua đồ lên cho. Làm 1-2 mâm thôi đúng không? Anh em giúp chở vật liệu này. Có ai mấy đâu. Hôm trước cũng 3-4 mâm nữa mà. Các bác thợ xây này. Cứ làm 4 mâm đi nhỉ. Ăn uống bình thường thôi. Có thịt là đường. Lo gì.
Hôm đấy để anh, nhưng mà báo trước cho anh để anh tính nhé. Em Lình bây giờ làm nhà xong rồi nhìn có vẻ yếu yếu hẳn đấy nhờ. Em mấy hôm nay không có tiền, em toàn đi làm gỗ ấy. Đi làm gì? Đi làm gỗ ấy. À. Làm gỗ xong là mệt, khó thở ấy. Bốc gỗ keo kìa. Vâng. Ngoài đường kìa. Vâng. Giả bao tiền một ngày kìa? 2,5 triệu em. Tưởng làm mấy chứ, tưởng làm khoán chứ. Ví dụ bốc một xe bao tiền chẳng hạn ấy. Thế làm theo ngày thôi à? Vâng. Anh thấy họ đang bốc ở ngoài đây đây. Vâng. Ờ, anh xin. Đi làm được 2-3 ngày nó khó thở. Đây, tiền kia thì xem là đi giả các bác thợ luôn đi nhá. Vâng, em giả luôn. Cho xong xuôi hết đi. Bây giờ cũng chả phải nghĩ gì nữa đâu. Còn nợ xong nợ được 90% rồi. Uống nước anh. Ờ uống đi. Lần mời các bác uống nước nha. Sau này thì em Lành em cũng muốn tận dụng những cái tấm lợp này với cả những cái cột này làm một cái nhà bếp ở bên cạnh bên trên. Không thì lúc nào chuyển đồ, nhưng mà bây giờ phải san cái nền kia trước nhờ. À, chuyển đồ lên là làm luôn. Bây giờ nếu mà cái gì vậy? Thế có được xem là ngày nào chưa? Hay là chưa xem? Em chưa. Nhưng mà phải báo trước cho anh một trước một ngày. Xong là hôm đấy lên là làm bữa cơm luôn nhá. Vâng. Cho đồ lên. Đồ cũng có gì đâu nhỉ? Mỗi cái giường với cả cái tủ quần áo thôi. Ơ một cái tủ quần áo của em đâu ấy? Tủ quần áo em để nhà ông bà. Ờ. Sợ ướt, mưa ướt. Có hai cái giường với cái chạm bát này. Chạm bát thì sau này để bên kia đi. Để ở ngoài hẳn kia đi. Chỗ tét nước ấy. Còn cái tủ thôi, không có gì nữa. Lấy mỗi giường vào thôi. Em mới giường hai cái giường vào. Cái giường kia kê cho con bên kia. Còn một giường kê vào phòng em là được. Vâng. Xong rồi cũng nhẹ đầu hẳn lên nhờ. Vâng, nhẹ đầu hẳn lên. Xong là còn bây giờ mùa gặt nữa. Chưa xếp được, chưa xếp được. Nó không được đổ luôn cái sân này để gặt còn có chỗ phơi thóc luôn này. Vâng, láng qua cái xi tí là được. Cho sạch luôn. Vâng. Sạch sẽ luôn. Ừ. Xong là lấy thóc về phơi. Vâng. Sau này cái nền nhà của em sạch rồi thì đừng có đi dép đi ra ngoài ở trong, đi ra ngoài xong lại đi vào trong nhà là nó bẩn hết đấy. Để ở ngoài thôi. Vâng. Đi chân đất vào cũng được. Nền nhà cao sạch thoáng rồi. Có ngày kiểu vừa nhà trẻ con nó vào, vợ chồng đi làm thì thấy trẻ con nó vào nó nghịch, nó đá bóng ở trong. À, thành sân bóng luôn à? Sân bóng luôn. Thế bảo nó để dép ngoài là đường, có gì đâu. Nó cũng chịu để, nó lấy dép vào vứt kia xong rồi nó bắt đầu đá bóng ở trong. Hôm qua ông đã đi làm, hôm qua em đi làm gỗ rồi. À hôm qua ông đi làm bốc gỗ à? Vâng, hôm qua em đi làm. Tới chiều là hai vợ chồng đi tiếp. Cả hai vợ chồng á? Vâng. Mai cũng bốc được, mai khỏe mà nhờ. Ừ, nó khỏe. Mấy người làm ở đây? 6 người. À. Hôm nay cho nó đi làm, kiểu đi một buổi đấy thì mới được một công. Nếu mà em một mình khác đi thì là không được, cho hai người đi. Kiểu bây giờ cỏ bò cỏ ấy có hết rồi. Ừ. Chiều hai người đi hộ nhau là thôi. Lấy ơi, chắc là anh cũng xin phép anh đi về luôn đây. Anh về đâu đấy,
Năm nay mục đích lên là cũng xem cái nền là xong xuôi rồi thì đưa luôn tiền cho em để em giả các bác xây thôi nhá. Đấy, thế cứ thế thôi. Còn hôm nào chuyển nhà vào nhà mới thì gọi trước báo trước cho anh một ngày. Hoặc là hôm đấy làm khoảng 3 mâm cơm. Mời các bác thợ xây với anh em giúp chở vật liệu nhá. Ừ. Còn nếu mà mấy hôm nữa này được thì lấy cái cát kia này mua khoảng 3-4 bao xi nữa về láng nó đằng trước này đi. Láng bỏng một lượt là được. Cho sạch nhá. Còn bên trên là như thế là ổn định rồi đấy. Thế chiều hai vợ chồng đi làm đi. Ừ. Thôi anh đi về đây, cháu về đây chú ạ. Hôm nào lên nhà mới thì làm bữa cơm nhá, hôm đấy báo trước anh để anh còn biết mua đồ nhá. Đấy cả anh lấy cái biển lên luôn. Ờ, anh về đây. Chào cô nhá. Ừ. Nhà cô gặp rồi à? Ừ. Nhà mẹ của em Lình bắt đầu gặp rồi. Dơm này phơi kiểu này à em? Dài để phơi thóc. Dài để phơi thóc, anh tưởng là phơi khô để cho trâu bò. Lúa ở đây tốt nhờ. Anh thấy là ở đây tốt hơn nhiều nơi đấy. Chỗ anh còn không tốt được này cơ mà. Cái này là phơi luôn, tuốt xong là phơi luôn tại ruộng luôn. Giải một lượt bạt nữa phơi ở đây. Nhà em Lành thì chưa chín, chắc khoảng một tuần nữa. Ở đây bà con có hay làm cốm không? Ở đây không ai làm đâu nhỉ? Ờ, người tài chú anh là hay làm. Mấy hôm nữa là mùa cốm ấy. Ừ.